Ok, xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư ha. Cũng chào mừng anh chị trở lại với kênh của Nam nhé, Nam Nam Invest. Thì tối nay Nam tiếp tục quay lại làm cái video cho anh chị nhà đầu tư về thị trường một chút. Thì nói chung là hôm chủ nhật thì Nam lên video không kịp bởi vì có một chút việc riêng. Thì hôm nay thì Nam cũng có công việc nên về hơi trễ một chút. Nên Nam ra cái video của hôm nay nó sẽ lên hơi khuya. Thì mong anh chị thông cảm với Nam xíu ha. Thì nhìn chung thì sau cái video trước thì Nam đã chia sẻ với anh chị một số cái thủ thuật hay còn gọi là chiêu trò big boy để ta làm sao để người ta ép anh chị nhà đầu tư ra không nên mua cổ phiếu khi mà thị trường bị bán tháo, hay ngược lại là ép anh chị nhà đầu tư bán chốt lại ra sau đó là ngừng hệ thống để làm gì, hoặc là người ta dùng một số cái thủ thuật hoặc là tấn công gì đó để làm sao để cho hệ thống của chúng ta là ngưng giao dịch. Mục đích để làm gì? Mục đích là để cho nhà đầu tư không dám mua vào thời điểm đấy, dẫn đến là cái giá cổ phiếu nó tương đối rẻ. Thì nói chung là bây giờ thị trường của chúng ta đã hồi phục hai phiên nó hồi phục hai phiên, tức là lúc đầu nó tiềm cận 1.000, gần 1.100 điểm, sau đó thị trường đã có một nhịp điều chỉnh tương đối khá ha, thị trường điều chỉnh tương đối khá, tức là anh chị nhìn cái vùng này tìm cận 1.100 điểm, sau đó điều chỉnh đâu đó khoảng về 1.046 điểm, tương đương khoảng 50 điểm, sau đó xuất hiện một cái nhịp hồi phục như thế này em đánh giá quá tốt. Thực ra thì bây giờ cái câu chuyện mình đi nhận định thị trường nó tương đối khó, thực chất nó rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì mọi thứ bây giờ nó đã xong rồi, quan trọng là khúc này ai dám mua, quan trọng là vùng này ai bán ra, và khúc đó là lúc nào là chúng ta mua lại. Thì quan trọng là lúc nào, thì những ở cái video trước em cũng nói là trong cái thời điểm như thế này team em đã dành một phần tiền rất lớn khi mình bán chốt lại những cổ phiếu ở trên này, và mình chuyển xuống mình đi chợ dưới này, mình bắt được những con sóng, những cái nhịp mà người ta bán tháo, thì lúc mà mình làm gì, mình đi ngược lại đám đông. Khi đám đông chốt lại thì mình không phải chốt lại nữa, mình làm gì? Mình chờ cổ phiếu nó về vùng giá tốt mình mua lên, mình kiếm được lợi nhuận. Trong lúc người ta chờ hồi phục thì mình lại kiếm được thêm một phần lợi nhuận khác. Thì những cái này ở cái video trước đó của Nam đã là chia sẻ cho rất nhiều anh chị nhà đầu tư. Thì có một số cái quan điểm nhà đầu tư ở phần dưới phần comment đấy, thì một số anh chị có nhận xét là mua cháy tay, hoặc là mua mua dạng như là khi mà mình mua thì mình sẽ đu đỉnh nó như thế nào đó. Thì mỗi người là một quan điểm anh chị ha, quan trọng là anh chị quyết định trên cái quan điểm của anh chị và anh chị chịu trách nhiệm cho nó. Còn nghe hay không thì là tùy anh chị nhà đầu tư. Còn đối với khách hàng của Nam thì Nam luôn luôn có những chính kiến rất là rõ ràng. Cái vùng này mình bán thì mình nói là mình bán. Vùng nào mình nên tham lam khi người khác sợ hãi là mình tham lam, đó là tiêu chí đầu tư rồi. Mình chỉ mua khi cổ phiếu tháo, cổ phiếu rẻ người ta bán giá rẻ ra mình mua lại thì xác suất mình lời nó mới nhiều. Thì tất cả những cái chia sẻ nhận định đó của Nam luôn luôn được update đầy đủ tại room của Nam ha. Đây là lúc chúng ta dùng tiền chốt lại cổ phiếu hôm trước bán ra để đu vào giá, bán ở giá đỉnh này, giờ chuẩn bị đi chợ lại. Khi mà thị trường bị bán nhiều á thì mình mới là bay vào mình nhặt. Anh chị lưu ý nha, lúc nào cái tư vấn của Nam nó sẽ như thế. Lúc này là lúc mình thể hiện được là cái vấn đề là mình quyết định trên cái vấn đề là mình tư vấn cho khách hàng cũng như là mình giao dịch cho chính bản thân mình, là làm sao mình kiếm được tiền trên thị trường. Thực ra trong uptrend mà thị trường chỉnh 50 điểm như thế này là rất ok rồi, chỉ có anh chị nào thiếu kinh nghiệm mà bán ra thôi. Còn tất cả những anh chị mà giống như Nam mà mình có một chút kinh nghiệm trên thị trường hay mà có một chút kiến thức đi thì mình sẽ tranh thủ mình mua vào những cái nhịp như thế này. Thị trường tháo là mình mua ngay, mình đánh, mình đã phân tích được cái tâm lý hành vi của big boy mà người ta làm trò như thế này, mình ra mình mua chứ. Người ta làm gì? Người ta ép mình bán ra, ép nhà đầu tư bán tháo ra, bán cắt lỗ đi, bán chốt lại đi, sau đó người ta nghẹn hệ thống. Mà may mắn là mình đã mua được một khối lượng rất lớn ở vùng như thế này cùng với big boy, thì mai là hàng mình về rồi thì mình nghĩ là nó sẽ đem tới một vùng lợi nhuận rất là lớn cho khách hàng. Thực ra trong vài phiên này chỉ cần anh chị nắm được một số mã cổ phiếu, anh chị đã có thể lãi được tới 30%, 15% là bình thường ha, 15% là bình thường. Thì hôm nay mình chỉ đánh giá phiên hôm nay thôi, cái vấn đề mà hồi phục là mình chấp nhận, mình hoặc là mình quyết đoán tại thời điểm mình mua những cổ phiếu trong giai đoạn đó là mình đã làm rồi. Thì bây giờ mình chỉ phân tích phiên hôm nay. Phiên hôm nay là một phiên về lực cầu và lực cung lưỡng lự nhau, tức là ở đây có một số động thái nhà đầu tư gì, nhà đầu tư bán hòa vốn, nhà đầu tư bán chốt lãi, cái yếu tố mua mới nó cũng tương đối cao, khối lượng ở đây cho thấy nhà đầu tư bắt đầu sợ hãi về thị trường nhiều hơn, người ta chưa dám tham gia với khối lượng lớn. Hôm nay vào gần buổi chiều thì nó tiếp tục bị nghẽn một chút, tức là cái size thị trường mình, cái dung lượng nó chiếm khoảng cỡ tới 15-16 ngàn tỷ, là thị trường của chúng ta đang có hiệu ứng là nó sẽ bị nghẽn. Thì không biết đó là một cái chiêu thức gì không thì mình không rõ, là một cách thức hay là thủ thuật gì đó không. Tuy nhiên thị trường của chúng ta luôn vận động như vậy ở tại một thời điểm nhạy cảm, thì nó cũng tương đối mang tính chất quyết định của từng trạng thái tài khoản. Giống như những anh chị đã bán ở phiên này chắc chắn anh chị không bao giờ dám mua lại, em đảm bảo với anh chị luôn, anh chị sợ lắm sao dám mua lại. Vừa bán giá hai, đôi lúc có những cổ phiếu anh chị bán giá 27, giờ nó lên giá 31, sao anh chị dám mua lại, không bao giờ dám mua lại ha. Thì đó là những cái lúc mà mình giai đoạn phía sau thì càng khó mua hơn nữa.
Vì thế anh chị lưu ý trong từng giai đoạn mình phải có từng cái quyết định nó rất là phù hợp với bản thân, phù hợp với NAV của chúng ta, và chúng ta có chịu trách nhiệm cho cái phần mà là lỗ mà chúng ta đang có. Thí dụ như những hôm đó là một cái phiên rất nhiều anh chị nhà đầu tư không phải là khách hàng của Nam nhắn tin hỏi Nam là có bán không, có mua không, thì em là tư vấn rất kỹ cho rất nhiều anh chị nhà đầu tư là anh chị nên mua thêm nè, anh chị không nên bán nè, anh chị như thế nào đó. Thì em hy vọng là những cái tư vấn đó của em là kiếm cho anh chị rất là nhiều tiền trong giai đoạn này ha. Thì hôm nay là một phiên mà thị trường của chúng ta giao dịch với biên độ tương đối, không có sự đóng góp của một số dòng cổ phiếu thị trường, dẫn đến là thị trường của chúng ta cái biên độ tăng điểm nó không nhiều, mặc dù dòng tiền vào là có và nó vào chủ yếu vào những cổ phiếu không mang tính chất thị trường, hay nói cách khác là một số cổ phiếu mang tiêu chí về mặt cái đóng góp đà tăng điểm cho thị trường thì nó không được vào tiền, hay còn gọi là nó đang tích lũy, thì nó đưa dòng tiền vào những cái ngành nghề khác, thì dẫn đến những cổ phiếu đó chúng ta đoán định trước, chúng ta biết trước thì chúng ta sẽ có được cái lợi nhuận rất tốt vào trong giai đoạn phía sau. Thì hiện tại thì hôm nay thị trường của chúng ta đóng cửa 1.091.33, thì ngày mai nó sẽ tiệm cận 1.100 rồi. Thì em đã nói với anh chị nhà đầu tư tại những video trước là thị trường của chúng ta nó phải đâm qua 1.100 điểm, tiến lên trên nữa, kéo nhà đầu tư tham gia vào thêm, khối lượng lớn, giá trị nhiều thì thị trường có xác suất đảo chiều cao. Còn bây giờ các xu hướng mà thị trường tăng rồi điều chỉnh như thế này em đánh giá tốt, không vấn đề gì. Chỉnh là gì? Chỉnh là mình tham gia vào ngay, còn các giai đoạn phía sau là thì thông thường nó đã hết điểm mua rồi. Thì anh chị lưu ý là đây mới là giai đoạn mua này. Tháo ra mới mua, còn hưng phấn là không mua, lúc nào phải đi ngược lại đám đông thì chúng ta mới thắng. Thì những cái quan điểm này Nam đã chia sẻ rất là kỹ ở những video trước, thì anh chị nào mới xem video của Nam thì cứ coi lại những video trước ha, thì để mình nắm bắt quan điểm cũng như follow sát cái nhận định của Nam nhé. Ok, thì hôm nay là một phiên mà ở đó là cái dòng thị trường nó không có vào tiền, ngược lại là nó vào một số dòng khác, dẫn đến thị trường của chúng ta tuy là nhìn tăng điểm không nhiều nhưng có một số nhà cổ phiếu tăng rất là tốt. Và vì sao mình lại là những cổ phiếu đó là có dòng tiền vào, thì anh chị lưu ý là có thể xem cái phân tích bài phân tích trước đó của Nam nhé. Còn bây giờ Nam sẽ đi phân tích sâu và mình đi index xem thử là thị trường của chúng ta xác suất những dòng nào sẽ kéo tiếp theo, hay còn nó là thị trường của chúng ta có những mảng cổ phiếu nó đang vận động như thế nào ha. Đầu tiên là anh chị nhìn về ACB, sau khi cổ phiếu này rũ nè, lấp gáp là hồi phục nè, đây là một phiên test khối lượng rất bé. Những cổ phiếu như thế này cho thấy lượng cung của cổ phiếu này rất nhiều, anh chị chán nản rồi, nản lắm rồi, thế là càng tốt. Những cổ phiếu như thế này là nó sẽ là một nhịp bứt mạnh trong giai đoạn phía sau. Đây là một phiên mà cho thấy nhà đầu tư chán nản vô cùng đối với cổ phiếu ACB, hôm nay thị trường tăng điểm. Mà cổ phiếu này thông thường mà anh chị đánh những mã này mà chúng ta không có nền tảng lại phía dưới thì anh chị đang rất nản đối với những cổ phiếu như thế này, thì đánh giá cổ phiếu này xác suất nó sẽ đánh rất mạnh ở nhịp sau, bởi vì lượng cung của nó bắt đầu hết rồi. Bitboy người ta siết rất chặt những cổ phiếu như thế này về lượng cung rồi, thì anh chị lưu ý là có cứ nắm giữ đừng có bán ra, cứ nắm giữ kiên nhẫn thêm một chút, anh chị sẽ có được một thành quả rất là lớn. Còn cái giai đoạn mua mới thì em không tính T cộng cho anh chị, bởi vì bây giờ thị trường của chúng ta xác suất nó tăng lên là anh chị không thể mua mới được đâu, anh chị cố gắng nắm giữ cổ phiếu thì em đánh giá ok hơn ha. Tiếp theo là gì? BIDV là cổ phiếu này giảm sốc nè, nhưng mà khối lượng nó bé lắm, không biết chúng mình phân tích rồi đúng không, và ép toàn là nhà đầu tư bán tháo ra, sau đó nó hồi phục lên và không cho nhà đầu tư mua lại vùng giá 44 nữa. Thì khi nó hồi phục lên hay tạo gap, thì cổ phiếu này thông thường á, mà nó tạo gap như thế này xác suất ngày mai nó đánh lên rất cao. Thì anh chị lưu ý là những cổ phiếu mà nó vượt vùng giá 48 anh chị có thể mua một ít, gọi là đánh mua ít không nhiều đâu, nhưng mà anh chị có thể mua nó một chút cho cái vùng target là giá 5255. Em thì em sẽ không mua, nhưng mà anh chị lưu ý là những cổ phiếu tăng và tạo gap mà khối lượng như thế này là Bitcoin người ta vào đánh, người ta kéo giá không cho nhà đầu tư mua thấp, thì anh chị cố gắng lùi theo nó mua giá cao để ép những nhà đầu tư khác mua giá cao hơn, thì chúng ta sẽ có lại những cái phần như thế. Thì anh chị lưu ý BIDV là một cổ phiếu anh chị có thể tham gia nếu nó vượt giá 48 với khối lượng nhỏ nha, với khối lượng nhỏ thì mình có thể tham gia nếu vượt được 48, không vượt được thì thôi nhé. Tiếp theo là gì? CTG, đây là một trạng thái tích lũy rất tốt của cổ phiếu này, bắt đầu siết rất chặt, nhưng mà cổ phiếu này em nhìn ra dư địa của nó hơi ít nên năm ra là mình không đánh, bởi vì nó đã tăng giai đoạn trước quá nhiều rồi, giờ giá 33, 34 lên 36 nó cũng không mấy, nên là cái giai đoạn này cổ phiếu nó có thì thôi nắm giữ đừng có bán ra. Còn cái chuyện mua mới thì em sẽ không tư vấn, bởi vì sao? Bởi vì các giai đoạn mà giảm sốc hồi phục mạnh sau đó có một phiên điều chỉnh test như thế này thì nó là tương đối ok, tuy nhiên giai đoạn nó bứt tốc phía sau để mà tính target của nó xa hơn thì hiện tại em chưa tính được, bởi vì cái dư địa của nó mình cảm giác dòng tiền nó cũng đã gần hết rồi ấy. Nên là đâm ra những cổ phiếu như thế này anh chỉ có thì nắm giữ thôi, mua mới thì chờ đi, chờ dòng tiền tiếp theo như thế nào. Còn dòng tiền này chưa thấy dòng tiền vào đánh, chỉ là dòng tiền tích lũy thôi, thì mình hạn chế mua mới nhé, hạn chế mua mới. Tiếp theo là gì? HD Bank. Đây, những cổ phiếu như thế này tăng này, rũ về nền này, hồi phục trở lại, hôm nay có một phiên đóng cửa giá đỏ, thì hôm nay anh chị thấy dòng banh là một dòng bộ mặt của thị trường, đa phần nó đều là đóng cửa giá đỏ đúng không? Thì đây là cái tình hình điều chỉnh chung của dòng banh thôi, đây là một phiên điều chỉnh với khối lượng tương đối, khối lượng tương đối thì anh chị lưu ý những cổ phiếu như thế này thông thường mình
chưa nên mua vội, chưa nên mua vội, chờ thêm một giai đoạn phía sau nhé. Tiếp theo là gì MBB? Đây là một giai đoạn tích lũy định giá 23. Khối lượng ở những cổ phiếu này nó thông thường nó lớn lắm. Nó bán ra và khớp lệnh nó tương đối nhiều, hai mấy triệu cổ phiếu, cho thấy khi cổ phiếu nó tăng lên nó áp lực bán nó rất là lớn. Nên là anh chị lưu ý có thì nắm giữ, cho hạn chế mua mới ở thời điểm hiện tại đối với MBB. Nó không đạt đâu, không đạt để mua mới, mặc dù độ siết chặt của nó tại vùng giá 23 em đánh giá cao. Khối lượng của nó bắt đầu cũng có sự kiệt đi nào đó. Nhưng mà về yếu tố mà để mình chọn, khi mà mình tính về dư địa của nó thì bây giờ mua 23 lên 26 thì không biết là nó có tiện không. Trong khi những phiên bị bán như thế này thì khối lượng nó bán lớn quá, mình ngại tay lắm. Mình mua mạng của cổ phiếu này là nó ít sự đeo bám thôi, ít cái sự mà nhà đầu tư tham gia vào, bởi vì khi nó úp lên như thế này mình mất rất nhiều tiền. Mà ai bỏ tới mấy chục triệu cổ phiếu và mua những cổ phiếu như thế này thì em không rõ, không biết có quỷ nó mua hay không. Tuy nhiên là để mà mình đánh thì mình không đánh, mình sẽ không đánh những cổ phiếu như thế này. Anh chỉ có thì chờ bán chứ đừng có đừng 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 có mua mới. Tỷ lệ mua mới của nó không ok lắm. Tiếp theo là gì? STB nè, vùng 17 mãi không vượt qua được nè. Khối lượng của nó tại một vùng đỉnh không có sự kiệt đi nhiều lắm, lượng cung rất nhiều, vì thế những cổ phiếu như thế này thông thường cũng khuyến nghị anh chị chốt lại đi. Có chốt lại còn không tham gia mới, không để ý những cổ phiếu như thế này nhé, không để ý những cổ phiếu như STB. Dư địa của nó đã hết rồi, nó bán cái cục đó cho bên khác là nó đã hết rồi nhé. Tiếp theo là gì? Techcombank nè, hôm nay có lúc nó lên được giá 30 sau đó là bị bán ngược trở lại. Thì những cổ phiếu như thế này hồi phục với khối lượng thấp như thế này nó chưa an toàn lắm. Hôm trước nó rũ mạnh này, sau đó hồi phục mạnh này, tăng điểm tiếp theo vào index, thì thông thường những cổ phiếu như thế này xác suất đâu đó khoảng 30% nó vẫn có một nhịp kéo nước rút lên vùng giá 32, thì anh chị lưu ý là có thì nắm giữ, hạn chế mua mới đối với những cổ phiếu như thế này. Em chờ nó tích lũy lại trong giai đoạn này để mua, mà nó hồi phục ngay thì phải bỏ. Tất cả các trạng thái trước khi nó đánh và tích lũy lại tốt thì mới mua, còn nó hồi phục ngay thì thôi, mình không chơi đua xe những giai đoạn như thế này ha, không đua xe. Tiếp theo là gì? Vietcombank, một trạng thái tích lũy tốt này, tiếp tục là phiên tích cung này. Hôm qua là một phiên tích cung với lượng rất là bé và hôm nay tiếp tục là phiên tích cung, thì anh chị lưu ý những cổ phiếu như thế này là cực kỳ phải lưu ý trong giai đoạn sau, cực kỳ phải lưu ý. Thì cứ chờ thị trường như thế này, em báo anh chị nhờ tư khách hàng em tham gia thì tham gia, cái nền số 2 này em rất thích nha. Tiếp theo là gì? VIBank, một pha này giảm nè, ép nhà đầu tư ra với khối lượng thấp này. Anh chị nào không hiểu qua khối lượng thì thấy khối lượng này sợ bán giá rất là thấp và có sự bán tháo ở đây, nhưng mà tháo là tháo của nhỏ lẻ, không có tháo của big boy. Khi mà cổ phiếu nó hồi phục này, tích lũy lại đỉnh là cổ phiếu này ok này. Mặc dù hôm nay dòng banh là dòng gì giảm điểm, đa phần những cổ phiếu hôm nay đều có yếu tố gì giảm điểm hết, nên nó làm sao nên nó dẫn đến là thị trường của chúng ta không tăng quá nhiều. Thế thì dòng tiền thì nó là đổ dồn một số cổ phiếu khác nha. Tiếp theo là gì? Liên Việt Banh nè, hôm nay đóng cửa giá tham chiếu, chứng tỏ hôm nay dòng banh không hề chạy. Tiếp theo là gì? SHB, hôm nay đóng cửa giá tham chiếu, tức là hôm nay dòng banh như là dòng banh nhường sân cho những cổ phiếu khác. Dòng banh nhường sân cho những cổ phiếu khác thì anh chị lưu ý, hôm nay là dòng banh là một dòng mà mang yếu tố thị trường này, mang yếu tố bộ mặt của thị trường, mang yếu tố dòng tiền, thì hôm nay nó không được đánh. Thì anh chị lưu ý những cổ phiếu như thế này nó có mô hình tích lũy tốt như thế này á, nó chạm lên đây nó điều chỉnh lại ngay, và lượng khối lượng thấp như thế này thì xác suất cổ phiếu này giai đoạn tới úp rất là cao. Thì anh chị lưu ý có SHB thì nắm giữ, có SHB thì nắm giữ ha, không nên bán ở thời điểm hiện tại, bởi vì các giai đoạn mà tăng lên ép rũ cung như thế này với khối lượng thấp cho thấy nhà đầu tư bắt đầu chán nản lắm rồi, có lại thì chỉ canh bán thôi, không ai dám nắm giữ những cổ phiếu như thế này nữa. Thì xác suất những cổ phiếu như thế này thì xác suất nó đánh là rất cao. Thì những cổ phiếu như thế này em và khách hàng có mua ở vùng 17, ở vùng 17 thì cứ nắm chờ thôi, chờ nó úp lên trên giá 18 chấm x 19 nó canh bán sau. Thế thì bây giờ chúng ta nhìn lại do về dòng banh, đa phần là không có cổ phiếu nào tăng ngoài BIDV, ngoài BIDV là tăng, còn lại tất cả các cổ phiếu như thế nào đều chỉnh và khối lượng thấp, thì cho thấy dòng banh đang là một dòng tích lũy lại trước và index, xác suất nó cũng sẽ kéo vào nhịp sau, thì chúng ta chờ nhịp sau nhé. Tiếp theo anh chị nhìn về gì? Nhìn về trụ đi, anh chị nhìn về gì? BVH, cổ phiếu này em đã giải thích rất kỹ ở cái video mà em mua con này phiên này đúng không? Thì hôm nay cũng có rất nhiều anh chị nhà đầu tư hỏi là em có còn nắm giữ con này không, rồi anh chị có mua theo em cái phiên này thì không biết em còn nắm giữ không hay ABC. Thì anh chị lưu ý là những cổ phiếu như thế này thì Nam mà có nắm giữ bình thường ha. Đây nè, những cổ phiếu như thế này thì Nam vẫn đang nắm giữ bình thường nhé. Đây cổ phiếu BVH này vẫn lại nguyên 150 mấy triệu. Thực ra tài sản này hôm trước nó chỉ bỏ, anh ấy chỉ bỏ khoảng 500 triệu thôi, mình đánh T cộng 5 về nó đã lãi được 176 triệu, tương đương là khoảng hơn 20% tài khoản rồi. Thì anh chị lưu ý là những cổ phiếu như thế này thì mình đánh chỉ cần lên 250 triệu thôi, mình đang lãi 176 triệu, lên khoảng 80 triệu nữa là mình đã lãi 50% tài khoản rồi. Thì những cổ phiếu như thế này nè, mình mua mình chỉ cần mua một mã, đánh theo VSA, đánh theo đúng với kỹ thuật, đánh theo đúng vào dòng tiền, đánh theo đúng vào những phiên mà Nam đã phân tích ở video trước đó. Đây nè, anh chị lưu ý đây chính là cái video mà Nam phân tích về BVH này.
Này, mình cũng là cái tài khoản này luôn. Nên nó nổ luôn. Đó là cái cách mà mình làm gì? Đó là cái cách mà mình tìm được tiền trên thị trường. Vì sao? Đấy thì những cái video như thế này em có chia sẻ bút đích rất kỹ những cái thời điểm khi mình mua nó thì nó còn dính vào trạng thái T. Thì hiện tại những cổ phiếu như thế này là dòng tiền vào tốt này. Các trạng thái đánh lên bắt đầu dòng tiền vào này. Và cái sự mà lượng cung của cổ phiếu là bắt đầu hết rồi. Thì những cổ phiếu như thế này khi nó lên nó rất thanh thoát thì target của Nam mà nắm giữ cổ phiếu này nó phải trên giá 75. Thì anh chị lưu ý nếu anh chị có follow theo Nam mà nắm giữ BVH thì anh chị cứ nắm giữ trạng thái mua mới đã hết rồi nha. Tất cả các trạng thái mình mua là phải mua giá tốt nhất ở nền và không bao giờ sợ rủi ro thì mình mới có thể mua được. Thì những trạng thái như thế này khi nó úp lên thì mình cứ lãi thôi. Những cổ phiếu như BVH như thế này thì Nam rất thích. Anh em rất thích như là chia sẻ những cái video này thì anh chị lưu ý đây là cái phần lãi này 150 triệu này, phần lãi bình thường ha, sức mua 676 triệu, anh ấy chỉ bỏ khoảng 500 triệu thôi. T5 mình đã lãi được 176 triệu là rất ok rồi. Thì anh chị lưu ý đây là các trạng thái mà những cổ phiếu như này là những cổ phiếu hút tiền của thị trường hôm nay, nó tăng 3,4%, tức là dòng tiền vào những dòng cổ phiếu như trụ ha, cổ phiếu trụ. Tiếp theo là gì, anh chị để ý về Masan này. Ấy, cổ phiếu này nó sẽ chạy một nhịp sau nhưng mà khả năng nhịp đó thị trường sẽ tèo nó mới chạy. Còn anh chị lưu ý không nên bắt cổ phiếu này khi nó ở trạng thái tích lũy như thế này, bởi vì Bitboy chưa đánh thì chưa nên tham gia. À, chưa đánh chưa nên tham gia. Tiếp theo là gì, FPT. À, cổ phiếu này vẫn có một nền tích lũy rất tốt ở vùng giá 57 58 thì anh chị lưu ý chỉ cần nó tích lũy thêm 5 7 phiên với khối lượng thấp ở đây nữa là có thể tham gia được cổ phiếu này. Khối lượng nó vẫn hơi cao, sự đeo bán nó vẫn hơi nhiều thì em nghĩ nó sẽ đủ thêm vài phiên trước khi nó tăng giá. À, trước khi nó tăng giá. Tiếp theo là gì, BNG nè. Quá trình tích lũy nó quá lâu của những cổ phiếu như thế này, chờ nhé, chờ cổ phiếu trong dần xong tích lũy chặt như thế này mà chờ thêm vài phiên nữa nó ép thêm một số lượng cung nữa thì em sẽ tư vấn tham gia. Tiếp theo là gì, MWG hôm nay có một phiên điều chỉnh tương đối tích cực ha, nó up lên này, điều chỉnh này. Đây là dòng tiền vào thì những cổ phiếu như thế này, đây là một phiên điều chỉnh em đánh giá tích cực bình thường với khối lượng thấp, không có gì phải lo lắng. Những anh chị nào follow theo Nam nắm giữ những cổ phiếu như thế này thì cứ nắm giữ thôi. Điểm mua của mình là 115 thì bây giờ không có gì mình phải lo những cổ phiếu như thế này cả. Thị trường hiện tại những cổ phiếu như thế này nó điều chỉnh yếu tố tích cực rất là cao, anh chị lưu ý nhé. Tiếp theo là gì, Vinhome nè, nay có một phiên đóng cửa 0,1%, không có đóng góp gì cho VN Index. Thị trường đang được nhường sân ha, cổ phiếu này nó vẫn tích lũy đỉnh, em khuyến nghị anh chị nó tăng lên 58 anh chị canh bán đi nha. Tiếp theo là gì, VIX vẫn một vùng sideways đi ngang, không đóng góp gì cho VN. VRE đấy vẫn là một vùng em đánh giá những cái phiên rút chân này, rút chân như thế này tương đối ok. Thì anh chị lưu ý là có con VRE này thì cứ nắm giữ, nó tích lũy ở vùng này tương đối lâu rồi, từ lúc nó nổ lên đây nó cho nhà đầu tư chốt lại hết trên này gần 2 tuần thì anh chị lưu ý nó có nhịp bứt lên 33 là anh chị có thể canh bán cổ phiếu này khi anh chị lãi được khoảng 15-20% này, em đánh giá ok, em đánh giá ok đối với VRE giai đoạn này này, rút chân và khối lượng thấp được cổ phiếu như thế này là xác suất ngày mai đã rất cao. Thì anh chị nãy giờ thấy nãy giờ dòng trụ thì chỉ có một số mà cổ phiếu như là BVH tăng, còn lại đều là ở dạng tích lũy đi ngang, hoặc là tích lũy điều chỉnh ha. Ví dụ như một số mạng như Vietjet nè, điều chỉnh tích cực này, SAB này, điều chỉnh tích cực. Đấy, thế là dòng tiền không hề vào những cổ phiếu trụ, nó chỉ vào được một mã BVH thôi. Tiếp theo anh chị so về gì, so về dầu khí nè, a lộn ra về chứng khoán, anh chị như SSI nè, tiếp tục bứt phá tăng giá nè, những cổ phiếu như thế này nè, rút chân đến là tăng 2 phiên nè, chạy nước rút rất ok, dòng tiền lớn và hút hết tất cả những anh chị đầu tư bán ra, sau đó nó múc lên trần nè, tăng tiếp rất tốt, đúng không? SHS nè, dòng tiền hút mạnh nè, HCM nè, dòng tiền hút mạnh nè. Thì những anh chị nào có dòng chứng khoán thì cũng xin chúc mừng anh chị nhà đầu tư đã có những cái cổ phiếu như dòng chứng khoán ha. Thế thì hôm nay chúng ta phải nói với gì, nó nói về siêu sóng dầu khí là một nơi hút tiền toàn bộ của thị trường, bởi vì SSI khối lượng giao dịch của nó cũng không nhiều so với những phiên trước, tức là dòng tiền nó chỉ hút vào những ai mà cố gắng mua đuổi thôi. Còn thực ra dòng tiền mới tham gia hôm nay chính là dòng gì, chính là dòng dầu khí. Anh chị nói về BVD, một phiên dòng tiền vào quá mạnh đúng không, 20 triệu cổ phiếu khối lượng lớn tăng trần dư trần. Em đã giải thích cho anh chị rất nhiều những cổ phiếu này ở video trước, chỉ cần anh chị follow theo đúng video của Nam, anh chị hiểu về VSA, anh chị hiểu về tích cung, hiểu về rủ, hiểu về tất cả những thứ đó, anh chị sẽ bắt những cổ phiếu như thế này, đúng không? Mình rất tự tin mình bắt những cổ phiếu như thế này. Ví dụ BVS nè, đây chính là sự lợi hại của VSA ấy, tăng trần nè, khối lượng 21 triệu. Em đã nói với anh chị nhà đầu tư là những cái phiên này là tổ chức nó vào đánh đấy, tổ chức nó vào gom nè, tích cung nữa nè. Thì những cổ phiếu như thế này mình rất thích, mình mua như trong giai đoạn này mình mua nắm giữ nó rất an toàn và mình biết chắc chắn là nó sẽ có một cây nổ, hàng về là mình nổ ngay. Ví dụ như gas nè, đấy dòng tiền vào tốt này đúng không, ví dụ như BLX nè, BSR này, đấy những cổ phiếu như thế này, đặc biệt là BVS nha, những cổ phiếu biên độ 10% như thế này Nam rất thích. Nam và khách hàng đã gom cổ phiếu là rất là kỳ ở cái vùng như thế này, trong lúc những cổ phiếu khác chạy là mình gom sang cổ phiếu này ngay, chờ nó nổ lấy 10% đi, anh chị lưu ý nhé.
Anh chị lưu ý đây là một trong những cổ phiếu em đã bứt tại những cái video của Nam ha. Nè, BVS là một dạng cổ phiếu gom hàng chặt, chúng ta phải ăn được nhịp con này. Anh chị chờ em báo là một quả của nó. Đấy, thì anh chị lưu ý những cổ phiếu như BVS như thế này là mình đã gom ở vùng giá 16 rồi. Đấy, mình gom ở giá vùng giá 16, mình gom cỡ mấy ngày thôi là nó rất ok, là mình đã gom dần những cổ phiếu như thế này. Thì đây là một dạng cổ phiếu mà nó cho mình cái lợi nhuận rất là tốt. Đấy, hôm nay nó vượt 17 nè. Thì bắt đầu là xác suất nó bùng nổ rất là cao, thì những cổ phiếu như thế này thì mình đã tham gia. Khi mình nhìn được là dòng tiền nó vào, mình nhìn được vào khối lượng nó vào, là dòng tiền vào hôm nay là một phiên nổ vốn khối lượng quá tốt. Thì thông thường những cái phiên như thế này là cổ phiếu nó sẽ kéo lên vùng giá 20 rất là nhanh. Thì đây là một trong những cái dạng cổ phiếu mà em và khách hàng của em đã gom từ giá 16, thì bây giờ nó là lại khoảng 10% rồi. Hôm nay nó tăng 9,9% này. Đóng cửa giá trần này, quá tốt đúng không? Anh chị mà coi video của nay em đã nói với anh chị đầu tư là chú ý dòng dầu khí đi. Thực ra cái đó là sự lợi hại của VSA anh chị ạ. Cái đó là sự phân tích về giá, phân tích về khối lượng, phân tích về Bitcoin để mình tự tin mình tham gia. Nam mà khách hàng tham gia những cổ phiếu này rất là nhiều. Mình mua rất là nhiều luôn á. Ví dụ như những cổ phiếu như BVS là Nam Nam và khách hàng mua nhiều lắm. Ví dụ như những cổ phiếu như thế này mình mua này. BVS này, hôm nay mình bán 100 ngàn chốt lại này, mình mua rất là nhiều những cổ phiếu như thế này. MWG vẫn mua này, giữ theo cổ phiếu này, bây giờ mua tiếp tục ngày mai khả năng nó sinh lãi rất là cao. Thì anh chị lưu ý những cổ phiếu như thế này lại rất là ok. Thì đây là một trong những cái cổ phiếu, hoặc là một trong những cái danh mục mà mình đi cho khách hàng thì mình đi rất là thoải mái, mình đi cũng không không ngại gì cả. Thì anh chị lưu ý đây là một trong những cổ phiếu mình đã mua cho khách hàng rất là nhiều. Hôm nay mình có chốt lãi 1/2 khi nó tăng lên giá trần. Thì mình chốt lãi 1/2 thôi, chứ mình mua nhiều, mình mua mấy trăm ngàn thì bây giờ mình đã được lợi nhuận rất là tốt, đã được 10% là rất là ok rồi. Thì chỉ cần anh chị mà hiểu và kiến thức, tự tin về cách đi vốn, tự tin về các điểm mua của mình, tự tin về dòng tiền, tự tin về các trạng thái Bitcoin giao dịch, thì mình rất dễ tham gia những cổ phiếu như thế này và xác suất mình thành công rất cao. Thì nếu mà anh chị là khách hàng của Nam, anh chị xem video này, anh chị cũng phải biết là Room mình đã gom rất nhiều đúng không, mua rất nhiều ở trong giai đoạn dưới những cổ phiếu như BVS. Thì anh chị biết là những cổ phiếu nó khi dòng tiền nó vào đánh á, nó sẽ đánh siêu sóng. À, thông thường nó sẽ đánh siêu sóng. Thì anh chị lưu ý có những cổ phiếu mà dòng tiền lớn vào như thế này thì yên tâm nắm giữ, bởi vì chúng ta có thể đạt được nó target 20, 22 gì đó tùy. Có thể chúng ta sẽ thắng được 30% cổ phiếu này, 40%, đó là điều hiển nhiên, bởi vì hiện tại chúng ta đã thắng được 10% rồi mà. Đúng không? 30% là con số chúng ta có thể nghĩ tới, 40% có thể nghĩ tới. Thì anh chị lưu ý các trạng thái siêu sóng của dòng dầu khí mà dòng tiền lớn mà nó đánh như thế này thì em đánh giá nó rất ok. Thì anh chị yên yên chí mà nắm giữ những cổ phiếu như thế này, kể cả những anh chị coi video những video trước của Nam em còn nói với anh chị nhà đầu tư là anh chị hãy chú ý dòng B đi, đừng xoay quanh những cái dòng khác nó đã tăng rồi, bởi vì những điểm mua nó rất quan trọng. Khi anh chị mua á mà cái điểm mua của anh chị giá 16 thì nó quá tốt, anh chị tìm đâu ra được những cái điểm mua như vậy, mà bây giờ nó tăng lên mình quá an toàn, mình chỉ ngồi mình gồng lãi thôi. Đó chính là VSA, đó chính là phân tích giá và khối lượng, và đó chính là những cái mà mình tự tin trong giao dịch để mình tìm kiếm được lợi nhuận. Nó đến từ kiến thức của mình chứ nó không đến từ những cái mà mình mua đùa đâu. Mình mua là mình phải phân tích được hết những cái dòng tiền Bitcoin có đánh hay không, dòng tiền vào rút chân đến hay không. Thì hôm nay nó nổ như thế này là cái thành quả mà Rom Nam nhận được nó rất là lớn. Thì anh chị lưu ý là dòng B là cái dòng mà Nam đã khuyến nghị trước đó cho anh chị nhà đầu tư. Thì anh chị lưu ý thì anh chị đã gặt được rất là nhiều lãi. Thì cũng chúc mừng anh chị nhà đầu tư đã follow theo cái kênh Ngọc Nam Invest này và đã nhận được những khuyến nghị như là BVS ha. Thì đây là những cổ phiếu mà có dòng tiền vào và hôm nay thị trường của chúng ta nhường sân cho những cổ phiếu này. Đấy, anh chị nhìn về là BVS, anh chị nhìn vào gì BVD này, anh chị nhìn vào Gas này, hôm nay tăng 3,2%, anh chị nhìn về BLX này, BVT này, ấy nó tăng rất nhiều, BVC này, anh chị thấy không? Tăng rất ác. Thì anh chị lưu ý những cổ phiếu dòng dầu khí là những cổ phiếu khả năng sẽ đưa vào siêu sóng dầu khí trong giai đoạn này. Ngoài siêu sóng dầu khí ra cũng sẽ có một siêu dầu sóng khác, thì ngày mai sẽ public cho anh chị nhà đầu tư là khách hàng của Nam tại Rung để anh chị có thể kiếm quà ngày Tết. Thì anh chị lưu ý trong giai đoạn này là cái giai đoạn mà thị trường của chúng ta phân hóa rất là nhiều, chỉ cần chúng ta bán hoặc là chúng ta đi tiền không đúng thì chúng ta sẽ mất rất nhiều lợi nhuận. À, chúng ta đi phải đi tiền phải chuẩn nha, đi tiền phải chuẩn thì nó mới ok. Ví dụ như anh chị nhìn dòng thép, nên anh chị nhìn Hòa Phát nè, hôm nay dòng dòng tiền thực sự không chú ý đó Hòa Phát, hôm nay chỉ là một phiên tăng 2% bình thường thôi, khối lượng không vào, 21 triệu không vào. Hoa Sen này, một trạng thái tích lũy tốt của cổ phiếu với khối lượng không nhiều lắm, 8 triệu và ít đó. Tiếp theo là gì, Nam Kim này. Tích lũy chặt ở vùng này thì anh chị lưu ý khi mà dòng thép nó nổ thì anh chị phải mua ngay con Nam Kim này,
bởi vì cái sự tích lũy của nó chặt hơn hoa khác, và hoa sen thì khả năng nó sẽ lít hai cái con đi chạy lên. Thì anh chị lưu ý nam kim là cổ phiếu tích lũy rất là tốt, tích lũy vùng giá 15 cho biết rồi là cổ phiếu này có thể đạt mua, thì anh chị lưu ý đây là một trong những cổ phiếu tích lũy tốt mà thì mình có thể chú ý được. Chứ còn những cổ phiếu khác thì thông thường nó cũng đã hết điểm mua rồi, thì anh chị lưu ý đây là một trong những cổ phiếu ok. Thì anh chị lưu ý hiện tại thì thị trường của chúng ta đã là ở trong trạng thái là 1091.33. Thì quan điểm của Nam ở cái video trước đó, trước hai ba video trước ấy, Nam cũng đã nói là thị trường của chúng ta xác suất sẽ vượt lên 1100 điểm, vượt qua, nó phải đánh qua, đôi lúc nó sẽ đánh đến 1200 điểm để nó tạo được một mẫu hình cốc tay cầm huyền thoại ở đây, trước khi nó gì, trước khi nó ở trong một trạng thái điều chỉnh mới, hay còn gọi là một xu thế và trạng thái VCB. Thì anh chị lưu ý đây là một dạng mẫu hình cốc tay cầm huyền thoại theo chặt tháng nha, theo chặt tháng thì đây là một mẫu hình cốc tay cầm, thì đây là một cái trạng thái rất là tốt của thị trường cho một xu thế uptrend mạnh trong giai đoạn phía sau. Tuy nhiên uptrend thì không phải là cổ phiếu nào nó không chạy, chúng ta phải đi đúng dòng cổ phiếu, đúng dòng tiền. Dòng tiền là anh chị thấy khối lượng khớp lệnh 11 triệu cổ phiếu, so với tất cả các dạng như thế này thì đây là dòng tiền rất là lớn tham gia vào thị trường theo tháng nha. Theo tháng thì tháng này là tháng dòng tiền giao dịch rất lớn, thì em đánh giá là thị trường khả năng nó phải chạm đến 1020 điểm, 1200 điểm thì nó mới khả năng là nó mới có một cái nhịp điều chỉnh thật sự lớn của thị trường, để nó tạo ra được cái một mẫu hình gọi là mẫu hình VCB, để nó tiến đến một giai đoạn bùng nổ trong giai đoạn phía sau trong năm 2021. Thì anh chị lưu ý là thời điểm hiện tại là thời điểm để chúng ta làm gì, góp nhặt những câu chuyện lớn của thị trường để làm gì, để chúng ta đánh những siêu sóng phía sau. Đâu phải hiển nhiên mình khuyến nghị anh chị nhà đầu tư mua BVS, đâu phải hiển nhiên mình báo với anh chị nhà đầu tư khách hàng của Nam là BVS là dạng cổ phiếu gom hàng chặt, chúng ta phải ăn được nhiều con này. Anh chị chờ em báo này. Đấy là ngày 24 này. 24 là em có tư 23, ngày 25, ngày 25 là hôm thứ sáu này em tư vấn cho anh chị nhờ tư khách hàng em mà chắc chắn con này nó sẽ chạy, anh chị cứ mua thôi. À, anh chị lưu ý thì đây là những cổ phiếu sẽ là siêu sóng. Vì sao mình không chọn BVD? Bởi vì nếu mà hai con tăng trần thì BVS được 10% là anh chị nhờ tư, BVD nó cũng chỉ được 7% thôi. Anh chị lưu ý cái cách mình chọn BVS, thứ nhất là nó an toàn và chắc chắn, thứ hai dòng tiền đánh BVS từ xưa đến giờ nó vẫn là mang yếu tố rất là mạnh mẽ và cái biên của nó cũng rất là ok. Ba nữa là khi mà dòng tiền lớn nó tham gia vào những mũi tên tham gia nè, dòng tiền mà tham gia như thế này thì mình xác suất lợi nhuận của mình là rất là cao. Thì anh chị lưu ý những cổ phiếu như thế này nó chạy ra đằng sau là dòng tiền hút rất là mạnh, đó là lý do mình chọn BVS chứ mình không chọn BVD. Dầu khí mình chỉ chọn một mã thôi, mình chọn BVS và mình xin được lợi nhuận rất cao cho nó thì mình đã rất thành công rồi. Thế thì hôm nay thị trường của chúng ta gần như là tăng điểm không nhiều, nhưng mà cái khối lượng của nó lại lớn, bởi vì nó nhường sân cho một số cổ phiếu như là dòng dầu khí và dòng chứng khoán. Thì anh chị lưu ý đây cũng là một trong những cái dòng mà nó hút tiền của thị trường. Thì ngày mai những anh chị nào không mua được dòng dầu khí thì nó cũng hơi khó mua nè. Anh chị lưu ý bây giờ nó nổ rồi thì mình mua sẽ rất là khó, còn mình mua ở dưới nền trước thì em đánh giá ok hơn, lãi nhiều hơn và lợi nhuận tốt hơn. Tuy nhiên hôm nay dòng tiền vào tốt thì mình cũng có thể là chấp nhận chút cái rủi ro để mình có thể tham gia để kiếm được cái lợi nhuận tốt hơn ha. Thông thường thì những cổ phiếu như BVS nó sẽ chạy nước rút và chạy siêu sóng thì cái lợi nhuận của mình sẽ gặt hái thì rất là lớn. Còn hôm nay thì thị trường của chúng ta thì em đánh giá là ngày mai nó sẽ cũng sẽ vượt lên 1100 điểm thôi, nó vượt lên tới 1100 điểm là bình thường, cái sức của nó ở thời điểm hiện tại nó sẽ vượt qua. Và hy vọng là Bitcoin người ta không sẽ không sử dụng một số cái thủ thuật để người ta làm cho cái thị trường của chúng ta nó bị nghẹn lạnh rồi. Còn bây giờ thị trường của chúng ta để mà cái điểm mua mới thì mình phải chọn rất là kỹ. Thí dụ như Nam Kim thì em nghĩ là có thể mua mới được, một số cổ phiếu tích lũy nên trên mua mới được. Hoặc là thí dụ như nó giống như BVS trong giai đoạn này nè, tích lũy này anh chị chán lắm đâu cho mua, nổ lên mà thấy nó đẹp. Thì Nam Kim nó cũng là một trạng thái như thế, nó vẫn ở một trạng thái xác suất nó nổ trong đường phiên sau rất cao. Thì anh chị lưu ý những cổ phiếu như thế này thì em đánh giá ok hơn là những cổ phiếu khác. Dòng ngân hàng thì cũng chỉ chú ý ACB thôi, hoặc là BIDV là những cổ phiếu có thể chú ý. Còn bây giờ trong trạng thái thị trường của chúng ta là hôm trước chốt lại ra rất nhiều và gần như là 12.000 tỷ gì đó khớp lệnh ở đây nè, mất hàng, anh chị nhỏ lẻ tháo ra nhiều lắm, toàn là nhỏ lẻ tháo cắt lỗ hết. Bây giờ anh chị đâu dám tham gia lại, đúng không? Không dám tham gia lại thì chấp nhận thôi, biết làm sao được. Chấp nhận thôi, biết làm sao được. Thì anh chị lưu ý đây là một trong những cái cổ phiếu hay là một trong những cái trạng thái của thị trường nó lấy hàng của chúng ta, thì chúng ta mất thì nếu chúng ta tỉnh táo thì chúng ta sẽ mua thêm, hoặc là chúng ta tỉnh táo thì chúng ta không bán ra. Còn bây giờ anh chị đã lỡ bán thì thực ra giai đoạn sau mua xong nó rất là khó. Thông thường trong giai đoạn này thì Nam sẽ hay đi chợ, giai đoạn này thì là giai đoạn mình bán, người ta hưng phấn thì mình bán ra, người ta sợ hãi thì mình làm gì, mình lại mua vào chứ mình phải đi ngược đám đông thì mình mới thắng chứ. Thì ok, giai đoạn này thì em vẫn kỳ vọng thị trường chúng ta tăng điểm để đem lại một lợi nhuận rất tốt cho anh chị nhà đầu tư.
Hôm nay là một phiên mà thị trường có sự đeo bám không nhiều và đa phần anh chị nhà đầu tư đang lưỡng lự không biết thêm nên tham gia hay không. Lúc muốn tham gia thì lại bay vào dòng dầu khí thì nó đã tăng quá nhiều và không dám tham gia những dòng khác. Thì hôm nay không thấy sự đeo bám quá nhiều từ anh chị nhà đầu tư nhỏ lẻ. Dòng tiền mới cũng chưa quay lại tham gia mà chờ một sự điều chỉnh thì em nghĩ cái sự điều chỉnh nó sẽ không có cho anh chị tham gia đâu. Thay vào đó anh chị buộc phải mua giá cao và buộc phải mua đuổi cho thị trường tăng tốc dịch trong giai đoạn tiếp theo. Thì hiện tại thì nhìn chung thì thị trường vẫn tốt. Xác suất ngày mai nó tăng 1.100 điểm tương đối cao, khoảng 90%, 95% thôi. Không có yếu tố gì để thị trường của chúng ta giảm điểm, kể cả Dow Jones nó cũng đang hỗ trợ. Thì chúng ta tăng 230 mấy điểm tương đối tốt. Thì anh chị lưu ý là thời điểm hiện tại là thời điểm em đánh giá ok. Giai đoạn siêu sinh lợi nhuận. Quan trọng là chúng ta nắm giữ cổ phiếu nào, quan trọng là chúng ta có nắm được những siêu sóng hay không. Thì đó là lúc chúng ta tìm kiếm lợi nhuận tốt nhất ha. Ok, thì nhìn chung thị trường tốt, ổn. Dòng ngân hàng sẽ là một dòng chú ý vào trong dịp tới. À, còn bây giờ thì là dòng dầu khí chạy rồi thì sẽ là dòng ngân hàng là dòng chú ý trong giai đoạn sau bởi vì nó chưa tăng. Ok, cùng cảm ơn tất cả các anh chị nhà đầu tư lắng nghe cái video của Nam nhé. Nếu anh chị thấy hay thì anh chị nhớ đăng ký kênh cũng như là mình chia sẻ cái video của Nam đến rất nhiều anh chị nhà đầu tư khác. Ngoài ra nếu anh chị muốn nghiên cứu về VSA, muốn kiếm được tiền, muốn hiểu là vì sao là mua bán cổ phiếu, vì sao mà cổ phiếu đó mình mua, vì sao cổ phiếu đó mình bán, hay hiểu vì sao là Bitcoin chắc chắn nó sẽ đánh BVS giống như Nam nhận định, thì anh chị hãy đăng ký cái khóa VSA của Nam 23 ở cái link mô tả phía dưới, hoặc là anh chị add Zalo Nam theo cái số điện thoại đang chạy trên cái màn hình đấy, thì anh chị có thể liên hệ với Nam để tham gia khóa sắp tới của Nam ha. Ok, cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe. Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ. Video hôm nay hơi trễ nên đâm ra là cũng sorry một số anh chị nhà đầu tư nhé. Anh chị nhớ là mình đăng ký kênh và bấm vào cái chuông ha, thì video mới thì nó mới nhắn vào cái thiết bị điện thoại cho anh chị. Ok, chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ, ngủ thật ngon và bùng nổ cùng VN Index vào ngày mai ha.